chúng ta hãy xem mục thông tin trên xe C-Class. Đây nha, xe C-Class xem phần thông tin trên xe chúng ta có thể xem được gì nhá. Đấy, cái đơn giản nhất là chúng ta có thể xem được lực phanh này, xem được phần trăm ga này, xem được cả góc đánh lái luôn. Đây, các bạn hãy cùng mình xem nha. Và xíu nữa mình sẽ thử test thử cái này để biết rằng hầu như tất cả các xe đều có hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp. Là vì sao? Là bởi vì khi mà gấp gáp á, mình đạp phanh á, thì lực phanh không bao giờ ăn được 100% các bạn ạ. Đây, sau phần xe này. Đây. Đây, mình có thể này, kiểm tra là đạp ga này các bạn này. Ga này. Phanh này, phanh này. Nếu mình thử, mình không phải đóng phim với nhau, mình đạp thật nha. Mình thử phanh mạnh một cái có được bao nhiêu phần trăm nhá. Ồ, 79, 80 phải. Đó. 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 Khi mà mình gấp á, mình đạp thường thường không bao giờ được 100% đâu các bạn. Chính vì lý do đó cho nên mình mới có cái hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp là vậy. Và hầu như cái hệ thống đó là nhiều xe có. Đây, có thể xem cái góc đánh lái này các bạn này. Rồi, phần nghiêng trước này, nghiêng của xe này. Đây, trên xe C các bạn nha, xem được rất nhiều thông tin. Đấy. Để xem được bản đạp ga này.